Lần đầu tiên ăn thử gan sống và tim sống thì sẽ như thế nào? Tiết canh của Việt Nam mình còn chưa là gì anh em ơi, gặp các bát Nhật chào thua hết. Ba cái tim bò này liệu có bị xả không anh? Cái này là qua kiểm định rồi. Khi mà mình nhập một quả về chỉ được năng suất cho cái món này là bestseller, khách của rất là nhiều luôn. Bê bảo ăn tim ăn gan sống nghe ghê không? Mà người Nhật người ta ăn ác luôn đi. Người ta bảo đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay thì mình và mấy anh em có tới tận Phan Kế Bính là thủ phủ của người Nhật ở Hà Nội để trực tiếp trải nghiệm cái món sashimi tim và gan này. Nhà hàng hôm nay mình trải nghiệm là Takeko. Và sau khi ăn thì mình thấy là nó không thật sự quá ghê đâu nhá mọi người. Và tất nhiên là mình không chỉ tới đây vì hai cái món nêu trên đâu. Ở đây thì đang có hai set buffet là 348 và 448. Set 348 sẽ gồm 50 món, còn set 448 là sẽ hơn 70 món. Cho nên là mình khuyên mọi người nên chọn set cao nhất mà ăn. Mình thấy ở Hà Nội hiện tại thì buffet nướng kiểu Nhật như này không hiếm. Tuy nhiên là để chuẩn vị hơi hướng cực đoan như thế này thì ở Takeko là đang là duy nhất đấy. Với hơn 400 ngàn cho một suất buffet thì tất nhiên là mọi người sẽ được ăn rất nhiều món rồi, bao gồm là món phụ như kiểu gà chiên, bánh hải sản, khoai tây chiên phô mai, há cảo, takoyaki vân vân. Thì mình thấy cũng khá là ít nơi có cả mì ramen ở trong menu nhá. Bình thường ăn ở ngoài những quán chuẩn Nhật nó phải tầm gần 200.000 một bát rồi đấy. Sushi và soup miso cũng là những món không thể thiếu. Các món thịt và hải sản mình thấy cũng đầy đủ đa dạng lắm. Có những món lạ và đắt tiền như kiểu là tổ ong bò, lòng non, lòng già, lưỡi bò, rẻ sườn bò và đặc biệt là có cái thân bò aokube ấy, là một trong những món mình thấy cực kỳ đáng tiền luôn. Nó siêu mềm. Ở đây thì người ta tẩm ướp kiểu cũng đậm đà đấy. Ăn xong hết sẽ còn có cả lẩu và tráng miệng nữa. Người nhớ để dành bụng nha. Tổng quan thì mình thấy ở đây đồ ăn ngon, có nhiều món lạ nên lịch sự chu đáo, tuy nhỏ nhưng mà ấm cúng và mát lạnh. Ở đây là Takeko, địa chỉ mình sẽ để trên màn hình cho anh em tham khảo thử xem sao nhá.